Mỗi khách hàng khi đến với phòng khám quốc tế Mega Nam đều được thăm khám một một cùng với đội ngũ chuyên gia bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Thế nhưng đối với những trường hợp lão hóa nặng hơn thì hội đồng bác sĩ của Mega Nam sẽ có những buổi họp hội đàm như thế này để bàn bạc cùng ra phương án cá nhân hóa giúp cho các chị đẹp có thể trẻ hóa một cách tốt nhất. Và cùng em Hiếu tìm hiểu một buổi hội đàm của các bác sĩ của Mega Nam như thế nào nhé. Thưa viện trưởng Hoang và chuyên gia Chê, đây là một trường hợp chị khách hàng đến khám tại phòng khám Mega Nam quận 10. Tình trạng lão hóa của chị rất là nặng. Bác sĩ có thể cung cấp thêm thông tin về trường hợp khách hàng này không? Chị khách hàng này tên là Thùy, nghề nghiệp của chị là tiểu thương và thường xuyên phải làm việc ở ngoài trời. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ tác động của ánh sáng mặt trời làm quá trình lão hóa trên gương mặt thêm trầm trọng. Viền hàm lỏng lẻo, nhiều vùng lõm hấp, da chảy xệ đa vùng, rãnh ròng sâu, cơ mặt chùng nhão. Còn đây là 8 chỉ số phân tích cho thấy hiện tượng collagen dưới da của chị đang bị giảm khoảng 70% so với da của người bình thường. Và cái lượng mỡ ở dưới da của chị cũng đang rất là thấp. Với trường hợp như thế này, tôi đề nghị chúng ta sử dụng dịch vụ Meta Elite toàn mặt để trẻ hóa toàn diện. Chúng ta sử dụng bộ đôi công nghệ Mega NAD Plus và Meganerm có thể giúp kéo và siết chặt cơ chùng nhão tối đa, collagen tăng trưởng tự thân, có thể đem lại hiệu quả lấp đầy đến 90% sau lần đầu thực hiện. Tôi hoàn toàn đồng ý với chuyên gia Chê, tôi đề nghị làm thêm Fibrin Glass để cải thiện tức thì chất lượng da của khách hàng. Viện trưởng Hoang có ý kiến gì về khách hàng này? Tôi đồng ý với ý kiến của chuyên gia Hàn Quốc và bác sĩ Việt Nam. Tôi nghĩ trường hợp này cũng là một ca điều trị điển hình của Mega Gang Nam. Tôi nghĩ ở đây chúng ta có thể sử dụng thêm công nghệ Face Reshape để xóa nhăn và dùng thêm bút khóa trắng Neoclopen để nâng tông da, làm điều da để gương mặt khách hàng thêm quý phái hoàn mỹ. Vâng, chúng tôi sẽ lập tức thiết kế phác đồ trẻ hóa phù hợp với liệu trình Meta Elite. Tham gia Meda. Cảm ơn em Hiếu rất là nhiều. Cảm ơn Mega Gang Nam đã lấy lại cho chị một cái nét đẹp thật là sang trọng và quý phái một cách rất là nhanh chóng. Tết này chị có thể hãnh diện gặp bạn bè rồi. Cảm ơn chị, chúng tôi cũng rất vui mừng vì đã giúp thêm được một khách hàng tìm lại được vẻ trẻ đẹp vốn có. Hy vọng rằng chị có thêm thành công và viên mãn trong năm Giáp Thìn sắp tới. Các chị đẹp thân mến, nhân dịp Tết đến xuân về, Mega Nam tung ra chương trình siêu ưu đãi da sáng mặt xa đẹp ngày đón Tết, tặng ngay lì xì 80 triệu đồng, được tặng thêm một suất cấy nang tóc trị giá 10 triệu đồng và một suất bốc thăm trúng thưởng với các phần quà như sau: dịch vụ Meta Elite lên đến 200 triệu đồng, một buổi Face Reset mắt trị giá 19 triệu đồng, một buổi Face Reset nọc cằm trị giá 21 triệu đồng, một voucher giảm giá lên đến 40%, một buổi cấy căng bóng da Moon Wang và các sản phẩm chăm sóc da MZ by MOI từ Mega Nam. Các chị đẹp hãy nhanh tay đăng ký để các chuyên gia tư vấn của Mega Nam trực tiếp hỗ trợ. Bây giờ thì em sẽ mời chị Thùy tiến ra phía bên ngoài. Em sẽ cho chị bốc thăm trúng thưởng xem coi là phần quà năm nay chị sẽ nhận được là gì. Trời ơi, là trời đã vậy, được đẹp, được sang mà được rinh quà hàng trăm đem về nữa. Đúng đó, rồi. Mấy bà thấy không? Mau mau đi đến Mega Gang Nam làm đẹp giống như tôi nha, chuẩn bị đón Tết đó. Mà bác sĩ đẹp trai nè, tay rất là giỏi luôn. Cứ yên tâm nha. Mừng Tết đến xuân sang, Mega Gang Nam dành tặng quý khách hàng siêu ưu đãi hoành tráng chưa từng có. Da sáng mặt sang, đẹp ngày đón Tết. Lì xì 80 triệu, tặng một buổi kích thích nàng tóc trị giá 10 triệu. Chương trình bốc thăm 100% trúng thưởng nhiều phần quà siêu giá trị lên tới 200 triệu. Nhanh tay đăng ký qua hotline hoặc fanpage phòng khám quốc tế Mega Gang Nam.